Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Kiên Video, nơi mà mình chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kiến thức và những cái bí kíp khi mà quay video ngắn. Rất là hy vọng cái kênh này sẽ đem đến cho các bạn nhiều những cái kiến thức hữu ích. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái combo thiết bị để các bạn có thể bắt đầu tự quay video tại nhà với chi phí là 5 triệu đồng. Cái combo này thì nó đã vừa đủ để các bạn có thể tự quay những cái video dạng chia sẻ này hay là livestream này, và nó cũng đủ dùng để chúng ta có thể quay những cái video giới thiệu sản phẩm. Mình cũng sẽ chia sẻ cái cách mình đã setup cái combo này như thế nào để ra được một cái video giống như là các bạn đang xem ở đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Về đồ trang trí cho cái setup này thì mình sẽ tận dụng những cái món đồ mà có sẵn ở nhà luôn. Những cái này thì mình sẽ không tính tiền vào cái chi phí setup nhá, nhưng mà mình cũng sẽ để link cho các bạn những cái món đồ này nếu như các bạn có nhu cầu mua. Thứ nhất là mình có một cái tranh treo tường, tranh là tranh canvas. Thứ hai là mình có một cái cây giả ở đây. Mình chọn cái cây này bởi vì là trông nó khẳng khiu và nó không bị lùm xùm nhiều cây lá quá, khi vào khung hình trông nó sẽ hơi rối mắt. Cái món đồ thứ ba đây đó là một cây đèn ngủ. Mình rất là thích cây đèn này bởi vì là nó sáng được, và như các bạn thấy là cái ánh sáng nó để lại ở trên tường trông rất là đẹp. Cái đèn ngủ này thì nó cũng đóng vai trò như là một cây đèn hiệu ứng, và nó giúp cho cái video của chúng ta nó trở nên gần gũi và thân thuộc hơn. Cuối cùng là thay vì ngồi đất thì chúng ta sẽ ngồi trên một cái ghế, và cái ghế này mình sẽ để cách tường khoảng 2 mét. Nói chung là nó phù hợp với cả cái chiều dài căn phòng của mình thôi, còn các bạn sẽ setup như thế nào cho phù hợp với cả căn phòng của các bạn nhé. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý là chúng ta làm sao để cho cái ghế này nó càng xa background thì càng tốt, bởi vì như vậy nó sẽ giúp xóa phông nhiều hơn, giúp cho các bạn nổi bật hơn, và nó cũng không để lại những cái bóng đen ở trên tường. Cái thiết bị quan trọng nhất trong cái setup này và cũng là nguồn sáng chính thì đó chính là một cái cây đèn. Ở đây mình lựa chọn cây đèn là Godox L60W và một cái softbox 6090. Ánh sáng thì nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn có thể quay ra được một cái video đẹp. Nếu như các bạn có ngân sách lớn hơn thì các bạn có thể mua những cây đèn tốt hơn, đắt tiền hơn. Tuy nhiên thì ở trong video này thì mình giới thiệu cho các bạn một cái combo với cái mức chi phí hợp lý nhất có thể. Thế thì sẽ có những bạn hỏi là vậy thì có thể mua được những cái cây đèn với mức giá rẻ hơn nữa không? Thì câu trả lời của mình ở đây là không. Bởi vì những cây đèn rẻ hơn thì các bạn sẽ gặp phải rất là nhiều vấn đề. Nó không đủ sáng này, màu của nó bị sai này. Rồi thì sau một thời gian sử dụng thì các bạn lại phải đầu tư những cây đèn mới. Thì theo mình thì đây sẽ là combo phù hợp nhất rồi, với một cái mức chi phí thấp nhất có thể rồi. Cái cây đèn thứ hai mà các bạn sẽ cần đầu tư đó là một cây đèn LED mini bỏ túi. Cái giá của nó sẽ rơi vào khoảng 500.000. Cái cây đèn này của mình thì nó không phải là cái cây đèn đấy, nhưng mà nó cũng tương đương nhau thôi. Cái cây đèn LED mini này thì nó có hai đặc điểm. Thứ nhất là nó có thể đổi được màu xanh đỏ tím vàng, và thứ hai là nó chạy pin, nó rất là nhỏ gọn nên chúng ta có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Để có thể lắp được hai cây đèn này thì chúng ta sẽ cần hai cái chân nữa. Vậy thì tổng chi phí của cái setup này mình sẽ để ở đây nhá. Nó chưa đến mốc 5 triệu đâu, các bạn có thể dành cái phần dôi ra để mua thêm một vài những cái món đồ decor nữa. Vậy thì với hai cây đèn này thì mình sẽ setup như thế nào? Đầu tiên là với cái cây đèn LED mini bỏ túi này, mình sẽ đổi nó thành màu xanh da trời và mình đánh nó vào tường. Các bạn cũng có thể đổi những cái màu khác tùy theo sở thích của các bạn. Và cây đèn này thì mình đang để full công suất 100%. Tiếp theo là với cái cây Godox SL60W này thì mình sẽ để nó song song với cả cái vị trí mà mình ngồi. Như các bạn thấy là cái softbox này nó đang vuông góc với cả mặt đất. Đó. Và khi mà setup ấy thì có một cái lưu ý đó là các bạn sẽ quay cái đèn này về phía trước một chút. Chúng ta tránh cái việc là cái đèn nó bị xoay về đằng sau nhiều quá. Khi mà cái cây đèn này nó bị quay vào tường nhiều quá thì nó sẽ gặp phải hai vấn đề. Một là chúng ta sẽ không nổi bật hơn trên nền nữa. Thứ hai đó là nó sẽ làm giảm cái hiệu ứng của cái cây đèn màu xanh da trời đằng sau. Vì vậy mà khi setup thì các bạn hãy quay cái đèn này ra phía trước một chút như thế này, tránh đánh vào tường. Và công suất của đèn thì hiện tại mình đang để là 90%. Đây chính là cái video thành phẩm sau khi chúng ta đã setup xong. Mình sẽ bật thử lại từng cây đèn một để cho các bạn xem là hiệu ứng mà nó tạo ra như thế nào nhé. Đầu tiên là cái đèn ở phía sau lưng mình này, và key light này. Đó. Trong trường hợp mà các bạn muốn cái phần nửa mặt còn lại này nó sáng hơn ấy, thì chúng ta có thể sử dụng một miếng xốp hoặc là miếng hắt sáng 5:1 và chúng ta đặt ở đối diện của cái cây đèn này. Thì tác dụng của nó là nó giúp hắt ngược lại cái ánh sáng của cây đèn lên mặt của chúng ta. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy là mặt của mình nó đã sáng hơn rồi này. Bỏ ra thì nó sẽ tối hơn này. Cách setup này cũng rất là phù hợp nếu như mà các bạn muốn quay những cái video dọc hoặc là quay video bằng điện thoại. Mình sẽ show kết quả ở đây cho các bạn xem nhé. Trong trường hợp mà các bạn không thích cái ánh sáng xanh đỏ tím vàng ấy, thì có một cách setup nữa, đó là chúng ta sẽ quay ngược cái đèn mini đánh về phía vị trí mà chúng ta ngồi. Cái nguồn sáng này nó sẽ giúp tạo ra ánh sáng ven ở trên tóc này, ở trên tai này, ở trên vai của chúng ta và làm cho chúng ta nổi bật hơn. Bây giờ mình sẽ thử tắt và bật lại cây đèn này để các bạn xem kết quả nó ra như nào nhé. Bây giờ mình sẽ tắt nhá. Bật này. Đó, các bạn thấy hiệu ứng ánh sáng trên tóc mình chưa?
Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn một cái setup rất là đa dụng. Chúng ta vừa có thể quay video ngang, vừa có thể quay video dọc và sử dụng nó cho rất là nhiều mục đích khác nhau. Hy vọng là sau video này các bạn có thể tự setup được một góc quay cho riêng mình. Đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để mình có thể chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái setup khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.